Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đến với tựa game Ma Hóa Chí Truyền Thuyết. Video này là ngày thứ hai trong series 7 ngày trải nghiệm game. Thì mình vẫn là nông dân thôi, nạp lần đầu. Đây. Thì anh em làm nhiệm vụ ngày thì sẽ được tặng điểm VIP nên là lên VIP 1, VIP 2 mà không cần nạp cũng có thể được. Đây mình nạp 20.000 rồi. Rồi. Thì qua ngày thứ hai thì lực chiến của mình đã là 1.050.000, level 38. Top này, top 28. Bác này VIP 5 mà mới được có một mê 5 thôi này. Rồi, về đội hình của mình. Kakashi, Neji, Zabuza và Kanguzo. Hai con này thì được 5 sao rồi nhé. Những cái con này là mình chọn sao cao nhất và kích duyên nhiều nhất vào đội hình. Về ngày thứ hai thì anh em sẽ lên được level 35, mở ra ô đồng hành thứ 5. Đây, mình vừa cho con Neji vào ô đồng hành thứ 5 này, tăng 150.000 lượt chiến. Bây giờ ngày hai thì em mở ra một cái tăng rất nhiều lượt chiến, đó chính là biến cụ. Tăng rất nhiều lực chiến thì những cụ kiếm đầu có một cái nhẫn cụ tím ở trong phần thám hiểm này. Đó, ở đây mình nhận rồi nên là không quay lại được nữa, thì nó ở trong cái phần này. Anh em đi phó bản đến đủ đủ chương là sẽ được nhận. Tiếp theo đó chính là thám hiểm. Đây, anh em qua một ải thì sẽ nhận được một cái hòm quà qua ải. Ở trong hòm quà đấy sẽ có dương nhẫn cụ. Anh em may mắn mở được ra nhẫn cụ cao thì lực chiến tăng càng nhiều. Đây có những cụ hiếm và tinh anh này. Đó. Thì sau khi anh em chết thì sẽ được hồi sinh 2 lần. Mỗi lần mất 100 vàng. Đi càng cao thì ép xít nhẫn cụ xong rồi nhẫn cụ nhận được càng nhiều. Phần chiêu mộ thì mình đã chiêu mộ được 170 lần rồi. Chỉ cần 30 lần nữa là được nhận dương tính và dương đồng hành S. Sau khi full 200 lần thì mình sẽ tích vàng nhá. Chiêu mộ thường này. Ok. Thì ngày đầu tiên anh em cứ làm ngày thứ hai thì anh em cứ làm hết nhiệm vụ này. Sau đó đi hết hoạt động thôi. Ở đội team anh này thì sẽ cho anh em ngọc và ép xít để nâng ngọc. Anh em đợi đến khung giờ 13 giờ, 1 giờ tới 2 giờ, 5 giờ tới 6 giờ là sẽ được x2 nhé. Thì anh em canh cái giờ đấy để đi thì nó sẽ được nhiều quà hơn. Và anh em đi 3 đội nhá thì sẽ được nhiều quá hơn là đi một mình. Ok, về phần shop thì phần tổ chức thì anh em mua những cái con mà anh em dùng thôi.
Như mình dùng Neji, Kangujo và Kakashi thì mình mua 3 con này. Vé chiêu mộ thì anh em không cần mua nhé, rất là tốn mà nó cũng không không có tác dụng nhiều. Phần quyển thì mua viên thể lực này, sau đó anh em tích lại có thể mua mảnh vạn năng nhân vật B, Ngọc Sử Thi này. Phần sân đấu thì mình mua Zabuza. Đá truyền thừa này là sau khi qua level 45 thì anh em muốn truyền thừa từ con này sang con khác thì sẽ cần đá truyền thừa này. Để trang bị thì không cần mua nữa, đợi level 75 mở trang bị hiếm rồi mua thôi. Về chứng chỉ ninja thì anh em cố gắng làm full chứng chỉ ninja cho mình. Như ở Chunin lên Zonin đặc biệt thì tăng được như 10 mười mấy 20.000 lực chiến thì phải. Cái này thì 1 2 ngày thì không để xong được nên là anh em cứ làm dần dần thôi. Cưới này. Về phần trang bị thì mình được 3 món vàng rồi. Anh em nhớ là tích đủ 10 vé mới quay nhé. Đừng quay riêng một vé, hai vé. Nó sẽ không được trang bị cao đâu. Đủ 10 vé thì xác suất hình như là chắc chắn sẽ mua ra một món vàng cho anh em. Hoặc là đỏ. Mảnh E này thì mình đang đợi Kakashi lên. Trăm mười này, thiếu 10 mảnh nữa là lên 5 sao. Neji thì mình cũng thiếu một con nữa là lên rồi, có thể ngày mai hoặc ngày kia. Đây, mới có 60 vàng thôi. Phần mua chung siêu lợi này thì sau anh em biết tích xem quay đủ 200 lần vàng thì anh em mua cái mảnh đồng hành này. Sự kiện còn 5 ngày nữa nên là đợi đến lúc anh em mua thì nó sẽ giảm rất là nhiều. Đây, như là 20% rồi này. Đợi tầm 5 ngày nữa là 30-40% thì mua quá là rẻ luôn. 4 lượng mua. 4 nhân 6 240 à? 280 chứ. 280 mảnh. Đó, 240 chứ.